ចាសសូមគោរពជំរាបសួរកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តដែលតែតាមដានទស្សនាកិច្ចសន្ទនាស៊ីបសូមស្វាគមន៍មកកាន់ភាគទី4នៃរដូវកាលទី2ដែលក្នុងរដូវកាលទី2នេះយើងក៏មានប្រធានបទដែលលើកឡើងអំពីចៃរភាពនិងនវីនវត្តសម្រាប់សហគ្រាសនិងសហគមន៍ផងដែរហើយដែលឡែកក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីវិក្កាមិនកិត្តិយសគឺបងខួឆៃងន់ដែលចាប់ដែលបច្ចុប្បន្នបងជាស្ថាបនិកនិងប្រធានប្រតិបត្តិនៃ ក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តបដិថានគ្រាកម្ពុជាឬក៏ជាអង្គនៃអាយហៅបានថាគ្រាកម្ពុជាចាចាប់ដើមពីកំណត់សាឡាញ់នឹងការខ្វល់ខ្វាយពីបដិថានដែលទាំងអស់នេះហើយដែលបានដាច់ចិត្តឲ្យបងចាប់ដើមនៅអាជីវកម្មមួយនេះដែលហៅឈ្មោះថាគ្រាកម្ពុជាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរនាងខ្ញុំក៏សូមគោរពជំរាបសួរបងជំរាបសួរចាបងសុខសប្បាយបងសុខសប្បាយអរគុណច្រើនមែនតើបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងសប្តាហ៍នេះបង โอเคจังกรมอาคาเปเวลียูนึงខ្ញុំសូមសាកសួរសំណួរដំបូងទៅកាន់បងសម្រាប់ទស្សនិកជនដែលអត់ទាន់ជៀបច្បាស់អំពីអាជីវកម្មរបស់បងគ្រាកម្ពុជានឹងឬក៏គ្រាកម្ពុជានឹងបងអាចជួយបន្ថែមតិចទៀតបានថាអីទៅគឺជាគ្រាកម្ពុជាបងអរគុណច្រើនពីខ្ញុំសូមថ្លែងគុណសងកបអងហើយនឹងទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនាកម្មវិធីមួយនេះផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់គ្រាកម្ពុជាដើមឡើយយើងអត់មានជាការលក់ដើម្បីចំណូលអីទេ នៅពេលដែលមានកម្មវិធីបុណ្យធំៗបុណ្យជាតិអញ្ចឹងណានិពន្ធទៅលេបុណ្យនំទុកអីផ្សេងៗហ្នឹងតែតែមានសម្ញាមច្រើននៅពេលវេលាហ្នឹងណាអញ្ចឹងទៅពួកយើងមានកំណត់មួយថាចង់សម្អាតប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើហ្នឹងមិនមែនទៅសម្អាតតែម្ដងនៅពេលថាសម្អាតដើម្បីតែសម្អាតទេយើងហៅឲ្យរៀបផ្សេងៗដើម្បីឲ្យអ្វីដែលយើងធ្វើទៅវាមានទៅពោតទៅដល់អ្នកនៅជុំវិញនឹងឲ្យគាត់ follow តាមយើងហើយគាត់ចូលរួមសម្អាតអីផ្សេ
mà chuyện chẳng hạn dương phổ bản rồi thà về núi dương ngày sang tiền tới hay khỏi một tiết chẳng chấp đam cơ thà bờ sân chỉ bờ to chẳng tiết phổ bản nên tiền dương thời rô phải chầm nổ xem mẹ luôn ai chẳng hạn bạn chẳng chấp đam lúc bắt đầu phải tham tài bắt đầu được bố mình phổ bản thà nên dương lũ trai về thà về núi vì kỵ chủ mùi nâng sừng cran nên chẳng dương chấp chiêm ta sông lũ tam sừng cran bây hở lôi rồi mau chẳng hạn bây hở lôi giờ máu thôi là cài nghề phổ bản tận tay dương chấp đam ăn là lãi được business mùi mùi ta vì pin trai chủ mùi dương ọt sụt chủ mùi dương ọt chẳng hỏi bạn chỉ dương cái thang miền tây và họ bảo thang để ai thấy cho mùi gì hồi giờ có chụp đam lụa và tập hoa nâng riêng riêng và to đó là mình mà bên đại ban chụp đồ vì cá lụa nâng mô vô tập thu ấy không bằng toàn ban và cá trẻ chụp cám á chụp đồ lụa càng sống và vì muốn đừng lụa má ọt nâng cục chai khuôn ai như phần tay vì chi first start up đó nè là trong chụp chân smart chất là thị trường có bán cho luôn chụp mùi dương hay con mình thêm bộ quạt là bán chân cả nông đặt từng ngày từng dụng là vì chẳng ngày lui để những giờ bàn màu nó cứ sập cột cùng thử lựa càng gì ở tao nói chuyện sầm phê đẹp bỏ bỏ sầm ram và khi sinh nhập châu anh chẳng chắc tăng thì bậc cao chiều cao nó cũng cao tăng sinh nhật kia cam bị chia dầm cả lang tam bị chia nam pi pon đọc cùng bay trong trang bị pon đọc cùng bay muốn ôm tụng tính nữa hay ta sẽ business dương focus client mình tên nữa trong trang bị pon đọc cùng buồn cho mong tăng pi chấp đam nó xem mà chất cơ đôi chỉ bộ còn đặt tại châu lưu thì mong nó chấp đam bị má hay đấy nó còn đau phải chấp đam nó còn mãi Trong bụi nhóm sẽ chỉ chụp bì vẹo thì muốn dương nhân tràn ở bà sinh members và bụi nhóm miền chuyên mà phòn nè phòn theo mỗi nè ở rõn phần nắng và bà ta bà sinh trông ca nghi tàn đó là khẩn lý dương miền chuyên đọc nè chuyên đọc nè để còn ở bà sinh lời ca nghi phải chuyên sinh khí nế mình thêm xe, thêm design, thêm production ý chân từ và dương miên advisor dương mẹ chưa bỏ tết chẳng ở không giả về mà chắc nám dương chụp quạt mà đón từ phi đó là bây xong dự bỏ còn chẳng tới người cứ dương miên advisor chứ chết mẹ và dương đài tại sao mẹ không ca nghe đẹp 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 call chứa rùm món cứ mẹ dương hay dương miên ở chân bị ca dương châu rùm không ca nghe tỏ hẳn đài bạn chẳng chẳng bởi nhóm ban khơn ta lơ ở bản đài xin cung xem xế nhé bản đài xin cung Facebook chị sẽ hát là bóng khơn miên ca sắp xa khi lực phòng bóng tạ lụa chúng cà phê bắt đầu phao được có tiền ra anh ấy chọn tôi mình chọn anh ấy có chỉ bắt đầu phao bong bong to thì mình thành bồ địa đá để tôi ao à xịt bò dê nữa hay chỉ sạp sạp mình tàn
chẳng cao vì đôi khi kéo tập rồi đọc tập rồi có thể phơi xem xét nhé ta miền bông miền tập hoa ai xem thì để bông dương miền trà khoảng ngày ní hay dương miền kéo ở xây nữa hay kéo xây đi từ sau dương bật được không sọc thì dương dầu than từng trai máu hay là lời nữa có phụ dương có quân ta kêu điệp trong phần luận bị luôn ai này dương ban tình sinh ấy điệp trong hỏi hỏi khoảng tha dầm mười mà dạ tiết tiết về này dương điệp trong thêm càng ngày một ngày nâng ban á dương nâng phần bị luôn ai bật thèm hay dương miền đọc tầng cùng ở xây dương miền bệnh từ bìa xây từ phơi bìa xây chân tới thì nâng kéo tập thị trấn tới từ bìa xây tầng bất tập hoa thì nó hình ảnh mai chi cùng rôm bắt to tiết ao tập bắt hoa đẹp hoa từ nước bắt than dương bắt to thua thì nó chỉ sợ tóp sla đã chắc này thôi chỉ cha này ban để bị mình chấn bàn cha mong cho tệ to chỉ muốn là tệ cho bò vì tệ cho bò bò bình là cùng cái cam con cho nó nhiều tập nào ở việc bảo thiếu chủ mình nông cô biết từng không tha dương nông đua lại những cái thành trắng ở vùng đất xa và tập hoàn đấy mình tới vì ở tập ở sầm mình tha và sân chia cô biết được bạn lôi chai khác kẹo sợi chai lơ vi mà này bạn chẳng tại dù riêng cô biết nâng dương mình tập đặt đồ luôn đó tại dương ai ít chầm rào thì thêm ca nghi dương từ bố mình tập bị bệnh nhẹ đại cái thằng sĩ bạn khai thì tập bị bệnh nhẹ nữa họ đã lấy dương miền chiêng đọc nè tràn từ lời ca nghe anh nâng chẳng sân tu này ca còn tro miền tràn hà lớn nữa vì ca này tràn tới tràn tới bậc thang việt phong bài bạn chẳng thằng tá ở dưới start up đây sa tam miên hướng ở ai thay chạy đòn chỉ bị xét mũi để sa tam miên ăn cà mũi nâng NCO mũi gọt cọ đỏ từ chết mầm mờ là chẳng hay có cái tinh tung tầm lấy pi nâng châu phép không chỉ mầm mờ là hay đặc biệt chẳng gọt cọ sam sắp phê rồi thằng pi hạ bàn thằng tá sa hạ bàn mũi nó gọt chật lõm cọ đỏ từ chết sắp phê rồi đặc biệt chẳng tây chẳng thằng lời cọ chờn giờ máu tinh thằng stock tinh tiền sâm thời gian sinh nhật lần nâng chân vị trí chân nó chập đau lo mũi sinh phụ dương này បងតើតោះជាមួយនឹងមកទីថាបងមិនបានលើកឡើងតើតោះជាមួយអាខលឈីឆែកហ្នឹងអានឹងតើតោះនឹងបងមានដំណោះស្រាយបែបណាបានដល់ហើយនឹងបានអាចយកដំណោះអនុវត្តបានអឺសម្រាប់ដំណោះស្រាយពួកយើងព្យាយាមតែច្រើនដងខ្លួនឯងឧទាហរណ៍ថាកែវហ្នឹងទៅពេលយើងព្យាយាមតម្លាក់ធ្វើចន្លោះកន្លះម៉ែត្រចា៣អត់មួយម៉ែត្រ៣បែកអត់លើវាអញ្ចឹងណាយើងដាក់វាក្នុងទូទឹកកក ជាអញ្ចឹងណាថាវាបែកអត់ប្រេះអត់បើព្រោះថាតែរបស់មួយមួយដល់ពេលដែលយើងទិញមកអញ្ចឹងយើងត្រូវគាត់មានស្តង់ដារដែលថាទៅស្ងោរស្លាប់នេះរួចបានត្រឹមត្រូវស៊ីមសេងណាជាងដាក់ទឹកចោលហ្នឹងវាដុះផ្សិតអត់អីអត់អញ្ចឹងហ្នឹងជាលក្ខណៈពិសេសដែលយើងព្យាយាមឆែកព្រោះថាប្រដាប់ទាំងអស់នេះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងចំណីអាហារគាត់ថាញ៉ាំជួបពុះអីអញ្ចឹងចាំចង់ទៅប្រចាំប្រយ៉ាងក្នុងការដែលល
ai dục ca vía cái thang ở tập thái thì mình chỉ phải hái tại cái thang sắp còn tập tiếp từ một năm ấy mình chỉ phải hái tại mình thấy ai phở bán cho ra trên đường tiền và vì mình được chuyện lên cho nên tại vì thời cái lịch rồi khôi khai tại gì nữa và con chỉ đang bỏ lỡ chúng khơi tha, bọc chặt bạn chặt bạn làm việc miên ở tại cụ cụ trên tròn, bọc khơi nó tàn, bị sao được bị nhân thừa nào tại căn khai được xiêm nghiệp ấy chứ nó, bây giờ miên bộ trời này tàn xây, tàn tàn lão đông, tàn thừa bị thế nào tiền, chẳng hạn là bọc, anh chẳng sự nghiệp
Bạn học cần chờ chia lại cái nạp reset tim mũi vì thích khe khăn lợi environment hay tao mà tiếp đã còn từ những quality check hoặc là đang bỏ dưỡng nên về đại dương tranh được lợi tim sai nữa những dương tình này cũng lập nghiệp mà sân chỉ in cash nam mới đại việc copy về đại dương tình này có đây return tao lọc mà dương bình bàn nên dương song không mà giỏi của con phụ bảo đáp ở maintenance dương thu vừa cả lỗ máu có thọ bên mistake này bạn chừng ai tha về đại dương còn mòn thì thang phải phá phát được đọc tất ấy là những dương nam châu lào vậy thì sao tại vì thời ca và ta cảm thông tại cái đám tuần đọc một thêm hơn là làm mấy phần factory in trường từ chứ giờ tâm là thiệp nó những nam chốt về khác vì mistake hở to sẽ bàn lo để về đại dương tình đi trường tới tại nãy dương ao cái song cái chuyện này chứ dương còn mổ do thợ mộc vĩnh dương thua thay mấy chun nhiều bạn chẳng mà nó chỉ là cái nạp đi xem mùi hơi hương mùi tiết lạ chùm nô để dương hậu ban mà thằng ót dương thờ sừng nhạc tì hương tì muối của con sạp ban về với chùm tam và to tới mùi tiết dương độ mặt nách tôi chia sang sắp lên lôi chùm đánh nâng sừng nhạc dương mặt vừa lừa ca nghỉ sừng cùng và nó chỉ hương tì xem và hay ở những xem tiết tiết ở mình đặt trong lụa mình này anh tê lừa bọn đạt thằng ót nâng ép trong miên agent bọc nhau để chui lụa thị trường tức chỉ có đồng dụ chuẩn để có thể nâng sẽ có xe lấy hay trong đã thật lại bị xe mùi của bạn hay trong support thằng ót tăng tìm xa tăng cài đi dành tăng xem Paul tăng process ca nghe ở nâng chui sử mùi phục quả nên tham quan khoản tài vì easy thu ca nghe là phải cả thêm môi trường tới và còn ai chắc đam lụa ca nghe nó tới dưới chui support từ lừa chạy tình cả lụa phản ca tìm xa mà chẳng luôn chẳng mình thấy anh về là dưới thu ca nghe nâng dù riêng để dương ai hỗ trợ chúng mình ban thoáng hay những ai chú ý từ đó đi sập để có thể tham khảo chuyện này chứ này nên chúng nó mũi để có lại nó sẽ chia theo các bạn phải khoan vì bạn tham xem xem hay cho có chui lực cùng cua ao ở dù cho nâng cho luôn chỉ muốn nâng can như bạn can như sinh phong học bài chấn sinh nhật bom to đại chia CEO á thì dụng bắt nơi khang thầy cô bố đi ở bom bom ai chui đẹp nhưng khi nhóm ở trên tôi sẽ đặt chân ba mẹ thật tá bom ao thì dùng mình này này ạ tiện thà thà tiện thành tay trên bóng hai thà social responsibility á cứ ca đại sao chạy được thêm này tại tuần mình gặp thà đại sao bạn thàn ta tiện đại ca thà đại sao bạn thàn ở vì cùng dùng dùng một vài cái đôi chia tại tuần mình đã chìm cao mà bom nâng ta bom ảnh ao dùng để biết thằng sự nghiệp của chúng dương phơi lơ ca nghe phì muối đã quan tâm đến cam phía phải là tham à lời ní cuộc chung cũng là lục vui mình tận từ lơ ca hiệp cho phàn cá phải là tham sự nghiệp năm bị bỏ được hay phì hay chỉ tôn muối sự nghiệp dương đào từ đó cham bị bỏ được hay bay đài để sao bị còn hay bay dương miền cam thi si gian chỉ bất cả thông muối chỉ cái tình huống thông thiên đó sự nghiệp chuyện dịch mai dương đó chúng ở nước ở này muối để dùng thuốc tại cồn cồn mắc có dùng bán thuốc là cái như này phải hàng cái trà nghệ phải tham nữa chỉ cam phải cho thuốc to vài mặt đo cho học rung được có cam phải xem xem tiền trần nước ngọc này chạy muối tiết ở cả quan tâm đến phòng đại ở phim chưa tham dự này yếu phi nữa vì mình sẽ đặt sẵn khắn ở tờ ho tha dùng khi dùng học rung mình được dạng trà được có chỉ tu tới ông phi ca thay sa phạm tham để xem xem và tái bởi do mình sập hết sẽ mẹ bỏ phụ quạt pra thế nhưng chưa tham vì mình còn làm bạn chẳng phải bạn chỉ muốn xem đa lớp lớp pi nâng bằng education và đá hay dùng đối với đa eco và đa thành bài đồng và đa nâng đồng bài ở việt còn sang xịt mùi khi nhìn chứ pi nâng ở việt thơ ao y ni ron tập hiệp này cả hai sao bạn than á can tập lo và xa là lo và xa là tụ cả vùng lo phong lại bạn than phong hay tra chất này phong dương điệp tăng ti ở pi pon ở pay pi bên mình chăn nắm dương thua cái class dương điệp hai hai mình chấn hàng bài hai đấy dương còn cấp bậc tham tập đoàn hơn si gian hơn tham này chấn tiện tôn cho mọi người ca nay nó mà tham có đôi chân lớn cùng cô chủ nhận đơn này ca thay xa phải tham có đôi chỉ ca ở phụ quạt ở bong ôn dương cho luôn cho mọi người phải tham sản lại lập bò tiện tôn này ទៅផកបរិស្ថានផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងតើបងមានអាចជាលក្ខណៈដូចជាការកម្មវិធីការ training វគ្គខ្លីៗបងដែលឆ្លងមានក៏មានក្នុងក្នុងចំណោមយុវជនរបស់យើងឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលយើងមុននឹងចុះធ្វើសកម្មភាពបរិស្ថានអីអញ្ចឹងយើងមានយុវជនរបស់យើងទុំជាង4000 500នាក់ឬក៏1000នាក់អីអញ្ចឹងយើងកាត់ដេរីងគ្នាអញ្ចឹងណា
dương chạy đùm lệ chân đăng xem xem đã còn tình hình cả thả xa bạc tham cả rôn mơ đài ai cắt bạc thôi cả bạc phát xích không chùm nuôn là o nà môi việc mềm chân chân nhưng nguyên chả là hơi xử nghiệp chàng vì còn là phê phí ở xa tài ở tập bất dương khám thật xa phía nước chiến phí chân nam ấy vì còn mà phê mùi ở còn là phê nước dương bàn vừa chả là nó đam chân nam là bị cột bốc lăng mó dương cặp đam à tại sao vì còn phê phí nước dương cổ miên đà lọc mà chân luôn đã còn tình hình cả nghiệp phạm phong hay xa phía cho thật toàn phong để anh chân ជាបងតេតតជាមួយនឹងការអនុវត្តអាជីវកម្មការផលិតកាអាជីវកម្មបងរបស់ថ្ងៃនៅក្នុងធីមហ្មងបាទធ្វើការក្រៅពីការបាត់បង់ទៅលើការផលិតជាផលិតផលបរិស្ថានផ្សេងៗចុះក្នុងក្រុមការងាររបស់បងក៏ដូចជាកន្លែងការងារការបងដូចជាដូចជាការកាត់ការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ភ្លើងការប្រើប្រាស់ទឹកអានេះក៏ជាការជួយចំណាយមួយក្នុងការជួយដល់បរិស្ថានដែរតើបងមានកាមានការកំពុងតែអនុវត្តអ្នកឬក៏មានគម្រោង ອັນກົງແຕ່ນຈັບຕາມເພິ່ນຍັງຖືວ່າວີຕັ້ງປີດາມຮຽນມາອັນນັ້ນວີຈະ chân mà cả lần ấy trăm rồi mà thắng thắng mà thắng trăm rồi cột lôi tam năm từ lôi này phòng mộ ban món nướng dương sừng nhạt do từ vừa ca nghe lại ở chỗ tập nông cùng ruộng và tham dương mình làm việc bàn chân hay dương chân nam khỏi nướng dương được ép ở nướng chôn không KPI thì ca nghe bởi dương mà chân một sân chỉ cột sexy từ tập lớn tại chợ sáng việc tại sexy ban để xa về standby chuẩn mũi khi hay nè lời kia thuần từ màu là điểm chấn á vì bố này đã cho cái nghề chuyên môn dương dương sụp phiết chắc áo nên thế này thị trường này không còn cái nghề dương chỉ nên sật này khang phải thang và mình chỉ nên sật này khang phải thang có còn chuyện này đài smart smart là hướng cái nghề phải thang này là tiền chứng bố còn khuôn ấy cứ xử lý khuôn ấy nhỉ tại sao nhà hướng plastic ở nông miền cạn này luôn một đòn cá là nó kiếm tham con cá lại bởi vì cá lại bây giờ của bạn này vì tôi còn chứng ấy còn thang không còn cá giờ lại gặp cá như vậy dương món giờ ở miền châu liền cho một sân thì giờ châu bảo nhiều ấy và tháp băng xong mà nó như ai được lấy bàn tay vào sân gì bảo nhiều được hà tận một đo phi đo chẳng cái này được từ nhà cho tay và đo hào với tay lực tiệp ấy tinh là bọc nhà ấy chẳng do plastic chốt của tháp bên đây đấy ចូលបងក្នុងក្រុមការងារហ្មងតែមានវិជ្ជាការត្រេនមកម្លឹងផ្ទាល់ណាថាគាត់យកខាងច្បាស់ពីបញ្ហាបរិស្ថានផ្សេងៗយើងត្រេនច្រើនជារៀងរាល់ខែមួយខែយើងប្រជុំគ្នាម្ដងទៅពីរដងហើយយើងតែតែខ្លួតលើកិច្ចការងារទាំងអស់នឹងចូលបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំជឿលើអនុវត្តស្កាមភាពជាក់ស្ដែងច្រើនជាង ឧទាហរណ៍ថាអានឹងវាហិមផ្សេងមួយទៀតដែរគាត់ថាបើសិនជាយកបានអនុវត្តផ្ទាល់ទេគឺថាវាបើជាយើងត្រេនច្រើនប៉ុណ្ណាក៏វាសើបានផលច្រើនដែរអញ្ចឹងហើយបានជាសម្រាប់ពួកខ្ញុំពីច្រើនយើងឲ្យត្រេនហ្នឹងវាធ្ងន់បន្តិចណាតែចាស់ដែរយើងមើលនឹងផ្សេងផ្ទាល់ហើយយើងពយល់ហេតុផលបើគាត់មួយពីរបីអញ្ចឹងទៅដើម្បីគាត់បានស្វែងយល់ហើយយើងដាក់អានឹងអាឡូវនេះគាត់ចាប់បានវាទីស្បានល្អហើយមកដំបូងគាត់ហៀងលំបាកអញ្ច
ជាមួយនឹងអឺការងារខាងក្រៅរបស់អាជីវកម្មរបស់តើវិញថាតើអាជីវកម្មរបស់គ្រាខេមបូឌីនគ្រាខេមបូឌីនស្មីតបានចូលជាសមាគមឬក៏ជាសមាជិកក្នុងសមាគមឬក៏អង្គការណាមួយបងអឺយើងស្គាល់ឆ្លងកាត់ប្រតិបត្តិមកចំនួនដែរជាមួយនឹងខាង Impact Hub បាទហើយជាមួយនឹងផ្នែកផ្សេងៗទៀតយើងអត់បានចូលជាក្រុមជាមួយពួកគាត់ឡើយតែយើងគ្រោងនឹងចូលដែរយើងត្រៀមចូលនៅក្នុងឆ្នាំ2022ខាងមុខនឹងឯង បាទពេលដែលយើងរៀបចំបានស្រួលបួលព្រោះដោយសារតែពេលដែលចូលយើងប្រកាសជាត្រូវការការងារច្រើនជាងមុនហើយឥឡូវនេះយើងព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យវាដើរបានល្អក្នុងចំណោមក្រុមការងារទាំងដប់អ្នកហ្នឹងណាព្រោះពេលដែលយើងធ្វើការងារជាមួយគេផ្សេងទៀតត្រូវការកង់សំសិទ្ធិគ្នាបានច្រើនហើយអញ្ចឹងទេអាចនឹងមានបញ្ហាបាទអឺចូលបងតកតងជាមួយនឹងលោកគ្រូគ្រូគ្រូដែរគាត់
châu đùm truyền luôn cả thành quán lực của đó cả phải sao tạo tháng ta bong khát bong như ca con cho bị khang xuống con được gọi bạn dương miễn ca con tôi tràn vì cái xuống riêng rồi chắc nắm cái tên là dương tôi scan mà phết dương tay đã apply proposal hoặc chấm tên cái xuống phải tham xuống test cho luôn chỉ mùi nâng sẽ là công phân bình chắc là bởi con bạn đăng tì cái trang nghe bởi dương này hay chưa tập hóa con bạn con tôi lưu cùng rùa mùi nâng ở dạng bình tì chìm xác cái xuống phải tham các bạn chui tràn nâng tên để ca nghe nâng tam chạy cái tên để ca thơ ca nghe em xem xin nâng anh bạn Responsible consumption and production គឺការទទួលខុសត្រូវទៅលើការបកព័ត៌មាននិងការផលិតជាដើមអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាបងត្រូវបានអាជីវកម្មរបស់នោះត្រូវបានផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងពីខាងសហគមន៍អង្គការសហគមន៍ជាតិណាមួយជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងតើបងអាចមានអ្វីជាការសុំពីខាងអង្គការដើម្បីជួយបង្ហាត់បន្ថែមទៅលើបុគ្គលិករបស់បងឬក៏អាជីវកម្មរបស់បងមានទាំងការវិរុញមានដូចជាដឹងដូចជាការឯកសេងសេងតើបងខាងបងមានអីចង់ស្នើខាងគាត់ទេបងបើសិនជាមានឱកាសអញ្ចឹងមែនជារឿងមួយល្អមែនទែនយើងចង់បានពីចំណុចសំខាន់ទីមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណេះដឹងពលសាស្ត្រតើឥឡូវហ្នឹងយើងបានត្រឹមទៅយល់ដឹងក្នុងកម្រិតបែបសាមញ្ញអញ្ចឹងណាឲ្យយល់តែវាក្នុងអាsystem មួយនៅក្នុង standard ចំណេះដឹងមួយយកអត់ទាន់មាន level ទាំងអស់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហ្នឹងយើងត្រូវពងត្រូវការព្រោះនេះថាតាការងារតែប៉ុន្តែយើងមានក្រុមការងារ process ការងារនឹងផងហើយយើងមានក្រុមយុវជនក្នុងដៃជាង1000អ្នកផងហើយខ្ញុំបង្កើនក្រុមយុវជនហ្នឹងឲ្យបានទៅដល់រាប់ម៉ឺនអ្នកជាចិត្តណាខ្ញុំចង់បង្កើនឲ្យដល់200,000អ្នកដើម្បីឲ្យជាសម្លេងអ្នកស្រឡាញ់បរិស្ថានមួយដើម្បីដាក់បន្ទុកទៅដល់អ្នកដែលមិនខ្លាចបរិស្ថានឧទាហរណ៍ថាហាងមួយហ្នឹងក៏មកហាងលក់ដូរមួយហ្នឹងក៏ប្រើផ្លាស្ទិកលើសពីប្រមាណ%ដែលគេថាវាជាចំណែកនៃការផ្លាញ់បរិស្ថានអញ្ចឹងទៅយើងអាចប្រើសម្លេងទាំងអស់ហ្នឹងទៅ ignore គាត់បានឬក៏យើងយកសម្លេងទៅគ្រប់គ្រងហាងណាមួយឬក៏ស្ថាប័នណាមួយដែលគាត់ធ្វើលើការងារដែលអាចជួយទៅដល់បរិស្ថានបានអញ្ចឹងវាជាសម្លេងមួយធំដែលធ្វើឲ្យអ្នកអាជីវកម្មពិចារណាលើអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះជារឿងសំខាន់ដែលយើងគួរតែមានហើយផ្ដល់ចំណេះដឹងទៅដល់ពួកគាត់បន្ថែមទៀតឬទី1ឬទី2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរ៉ែវត្ថុstep by step ឥឡូវនេះយើងអត់ផងត្រូវការឲ្យចិត្តដងកពួនដោយសារតែយើងកំពុងតែ practice បានល្អមែនទែនលើការងារមួយនឹងប៉ុន្តែចិត្តតាយើងកំពុងដើរបន្តទៅលើជំនាញ business ផ្សេងៗទៀតឲ្យតការងារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿង eco product និង environment product ហ្នឹងយើងជាធីមបន្តធ្វើហើយយើងត្រូវការទុនប្រហែលជាខ្ទង់$500,000សម្រាប់ចុងឆ្នាំ2022បាទរសារតែកម្មវិធីរបស់យើងក៏មានពេលកំណត់អញ្ចឹងហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់សាកសួរជាមួយជុំក្រោយពីការបងណាអានេះវាតកតជាមួយនឹងការយកឃើញខាងបងផ្ទាល់ឧទាហរណ៍ថាបងមានឱកាសចូលរួមជាមួយនឹងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងជាលក្ខណៈក្នុងរបបកណ្ដោជាលក្ខណៈពិភពលោក international ណាបងដែលក្នុងនោះបណ្ដាញទំនាក់ទំនងនោះដែលគាត់ជួយ support បងទាំងថវិកាទាំងចែកតែផ្សេងផ្សេងចំណាប់ដឹងផ្សេងផ្សេងតើបងយល់យ៉ាងណាពីសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមជាបណ្ដាញជាលក្ខណៈសកលទៅរាល់ការចូលរួមទាំងអស់ខ្ញុំជឿថាមានសារៈសំខាន់ណាស់ទី1យើងអាចបង្កើតជាបណ្ដាញទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាបានហើយខ្ញុំជឿថាការងារទាំងអស់បើសិនជាយើងធ្វើតែម្នាក់ឯងក៏រួចទេបែបអញ្ចឹងជាការប្រាប់ផ្សាមួយដែរសម្រាប់កិច្ចការងារបឋមនេះទាមទារឲ្យមានការចូលរួមជាក្រុមពួកខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានក្រុមច្រើនមែនទែនដែលធ្វើលើការងារអស់នឹងប៉ុន្តែអត់ទាន់មានស្ថាប័នណាមួយដែលអាច gathering ពួកគាត់ឲ្យចូលក្នុង project មួយជាមួយគ្នាណាព្រោះកាលណាយើងដើរលើ project មួយជាមួយគ្នាសម្លេងវាធ្ងន់ទៅទាំងអស់គ្នាបែបអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងនៅពេលនោះហើយដែលយើងអាចមានតពុធំនៅក្នុងការរួមចំណែកផ្លាស់ប្ដូរសង្គមទៅលើអរិយប័ត្រនៃការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកឬក៏ការថែរក្សាបរិស្ថានអីចឹងអានឹងជារឿងមួយដែលខ្ញុំចង់សង្កត់រឿងមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតគ្នាវិញទៅមកឬក៏មតិយោបល់ទៅមកវាធ្វើឲ្យ idea ដែលយើងមានហ្នឹងវាកាន់តែ better ទៅ better ទៅតែពេលដែលយើងធ្វើការងារចាក់ស្ដែងយើងអត់សូវខាតពេលច្រើនទេហើយហើយវាពេលវេលាជារឿងមួយសំខាន់ធនធានជារឿងមួយសំខាន់អញ្ចឹងណាមួយយើងជាក្រុមបរិស្ថានផងពេលយើងចាយធនធានទៅយើងគិតច្រើនណាបាទបាទអញ្ចឹងច
chẳng ca chú rùm bật chí mình bây giờ thông nha. បាទមានមានច្រើនអញ្ចឹងជារួមសមាជិកសិក្សាទាំងអស់ជួយព្យាយាមថែរក្សាបរិស្ថានក្នុងកម្រិតណាមួយដែលយើងអាចធ្វើទៅបានហើយប៉ះពាល់បរិស្ថានផងដែរព្យាយាមគ្រប់គ្រងមិនថាតែនាំចូលក៏ដោយនៅក្នុងស្រុកក៏ដោយដែលយើងអានឹងមានបេរើក្នុងស្រុកច្រើនជាងអញ្ចឹងណាតែជាទូទៅយើងគ្រប់គ្រងដូចគ្នាពីព្រោះជាចំណែកមួយនៃការថែរក្សាបរិស្ថានបាទអញ្ចឹងឯងបាទ ជាបងអរតើតោះជាមួយនឹងការដៃគូប្រជែងរបស់ទាំងស្រុករបស់ឃើញថាផលិតផលនោះគឺមានលក្ខណៈច្រើនបាទអញ្ចឹងតើតើក្រេកាបូឌៀននឹងមានចំណុចសំខាន់អ្វីខ្លះក្នុងការប្រកាសជាតិផងបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ដៃគូប្រកួតប្រជែងម្ដងឥឡូវនេះមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែបើធៀបជាមួយនឹងខ្ញុំខ្ញុំក៏មិនមែនជាអ្នកដែលស្តាប់អានឹងដំបូងគេដែរថាយើងឃើញ កិច្ចការងារនេះវាល្អសម្រាប់បាក់ឋានទៅយើងក៏ធ្វើអញ្ចឹងមានក្រុមផ្សេងទៅតែគេក៏ចាប់ដើមធ្វើលើការងារអស់នឹងដែរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ដៃគូគ្រប់ចែងទាំងអស់ស្នាក់ខ្ញុំខ្ញុំបាក់ទលីយើងអត់សូវសេរីខ្លាំងទេទៅលើដៃគូគ្រប់ចែងហ្នឹងព្រោះមកថាគេមានដែរអញ្ចឹងជាទូទៅតែតែរកចាស់ស្ដួលគ្នាឬមួយក៏ប្រជែងជាមួយគ្នាឯងក៏ប៉ុន្តែស្រាប់ខ្ញុំបាក់ទលីយពួកសាការងារនេះញេត្រង់អត់ទាន់ពេញទីផ្ស
ប្រហែលជាចន្លោះខ្ទង់ជា 200,000 ដុល្លារថាចរន្តលុយនៅក្នុងអេកូប្រដាក់ណាចន្លោះប៉ុណ្ណឹងយ៉ាងតូចប៉ុន្តែពួកយើងយកតំតបានខ្ទង់ចន្លោះ 10% ទេយើងលក់បានតែ1ខែ 10,000 ជាង 20,000 ឯប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងវានៅសល់ច្រើនទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំពេញចិត្តបន្ថែមឲ្យតែមានអេកូបញ្ចេញកាន់តែច្រើនលើការងារហ្នឹងកាន់តែល្អប៉ុន្តែខ្ញុំសូមផ្ដាំជាមួយសម្រាប់សង្ឃឹមថាសម្លេងនេះនឹងលឺទៅដល់អ្នកដែលពុតគុំបផបថាទាំងអស់សូមគុំប្រកួតបញ្ចេញតម្លៃពូវាជាបញ្ហាមួយបើសិនជាអ្នកតែទៅតាមមកថ្មីថ្មងទេអត់អីទេអាចធ្វើបានសាក់លបងអញ្ចឹងណាមួយខែពីរខែយ៉ាងច្រើន3ខែដបងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែសូមសិក្សាតម្លៃចាស់របស់គេហើយព្យាយាមដាក់តម្លៃមួយដែលល្អដែរពូកណាយើងពូបញ្ចេញនូវតម្លៃលើទីផ្សារជាមួយគ្នាខ្ញុំពិបាកមែនតើខ្ញុំអត់ចង់ពូបញ្ចេញនូវតម្លៃទេខ្ញុំគង់បេះទៅលើ quality និងពិសេសការងារច្រើនជាងហើយត្រូវចាំថាអ្នកដែលរួចធ្វើលើការងារអស់នេះតិចមែនតើបើធៀបជាមួយនឹងមុខរបរផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងបើយើងបញ្ចេញគ្នាទៀតវាថាផលលំបាកអញ្ចឹងហើយបានថាសូមចិត្តនៅកន្លែងមួយនឹងយើងកុំបញ្ចេញតម្លៃយើងបញ្ចេញទៅលើគុណភាពការងារយើងបញ្ចេញទៅលើservice របស់យើងវិញបាទពួកវាជារឿងសំខាន់ហើយយើងព្យាយាមបរិយាការងារដែលបានធំទៅធំទៅហើយខ្ញុំជឿថាការងារដែលខ្ញុំនិយាយថាចន្លោះមួយខែ 200,000 ដុល្លារជាប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ Eco Product លើផ្នែកមួយហ្នឹងណាតែពិតវានៅទូចឡើយទៀតបើសិនជាគិតឲ្យមែនតើវាធំជាងនឹងឆ្ងាយបើយើងធៀបជាមួយប្រដាប់ផ្សេងផ្សេងមកថាចានដែលយើងអាចផលិតជាមួយចានស្នោជីកំប៉ុស្តផ្សេងផ្សេងដែលជាកាកសំណល់គេបោះចោលយើងមកផលិតអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយនឹង Eco Product យ៉ាងច្រើនសម្បើមទៀតខ្ញុំគិតទៅដល់រឿងមួយមកថាផ្សារដើមកោមកក្នុងមួយថ្ងៃគេបោះក្បាលមនុស្សចោលខ្ទង់ជាតាមផ្សារនេះមានអីហ្នឹងលោកជា30,000ផ្លែ30,000ក្បាលហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនយើងយកអាហ្នឹងយើងមកឆ្នៃធ្វើជាបទផលបឋានាផ្សេងបានទៀតណាជាចំណូលធំមែនតើគឺអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងកិច្ចការងារបឋានខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាវាមានរឿងច្រើនមែនតើនៅក្នុងការងារមួយហ្នឹងយើងអាចរកចំណូលបានអញ្ចឹងចង់ទេសូមចិត្តសូមកុំគប់ចាញ់គ្នាដោយប្រាតម្លៃបាទអរគុណច្រើនដូចជាអស់ហ្នឹងអរគុណច្រើនអញ្ចឹងអរគុណបងមែនតើបាទអរគុណហើយក៏សូមអរគុណទស្សនិកជនផងដែរដែលបានតាមដានការរហូតដល់ចប់ហើយសង្ឃឹមថាទាំងបងក៏ជាទស្សនិកជននៅតែគ្រប់គ្រងឬក៏ផលិតផលដែលជាបាយថាសេងសេងហើយក៏ខាងបងជាផលិតនៅផលិតផលបាយថាបានច្រើនដើម្បីប្រជាចំណាយចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិផងដែរអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះទៅដល់ពេលបញ្ចប់សម្រាប់អ្នកខ្ញុំសុនិតស្មីហើយបងឆៃក៏សូមអរគុណវាហើយសម្រាប់ការជួបគ្នាសម្រាប់ក្រោយតាមពេលវេលាបានដែរអរគុណ